Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về việc thực hiện quy định số 11 của Bộ Chính trị và quy định số 13195 của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 26 ngày để tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận 48 đơn do công dân, 10 đơn liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên gửi đến. Qua đó đã tổ chức điều tra, xác minh và xử lý 100% đơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức 59 buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận 965 đơn do công dân, các cơ quan gửi đến. Đã thụ lý và giải quyết xong 883 trên 889 đơn thuộc thẩm quyền. Không có đơn quá hạn, chưa có kết quả giải quyết. Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu dân cư nông thôn do vướng mắc quy hoạch. Nếu được thành phố quan tâm, sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân hiện nay trên địa bàn.